Xin chào mọi người, video này là nội dung phần thứ hai của bộ phim Bạch Sa. Vào những năm cuối Nam Tống, Tiểu Bạch dùng tên giả Bạch Tối Trinh cùng Hứa Tiên quen biết, mến nhau, đồng thời sinh hạ một đứa con. Hứa Tiên sau đó bị Pháp Hải mang đi. Vì cứu người, cả hai tỉ muội Tiểu Bạch quyết định đi tới trấn Giang Kim Sơn Tự lật tung nóc nhà nơi này lên. Nhưng đối mặt với một Pháp Hải quá mạnh, hai người không những không chạm được một sợi tóc của đối phương mà ngược lại còn bị ăn hành ngập mồm. Kết quả là Tiểu Bạch bị nhốt vào bên trong lồi phòng tháp không rõ sống chết. Còn mười muội Tiểu Thành cũng bị Pháp Hải dùng một chiêu tiễn lên đường. Nhưng trước khi rơi vào kiếp luân hồi đó, ý chí của Tiểu Thành lóe lên sự phẫn nộ cũng không cam chịu và đột nhiên xung quanh xuất hiện một con đường bí ẩn kéo nàng ta rơi vào bên trong. Tiểu Thành lạc vào một thế giới khác, nơi này có nhà lầu xa hơi giống như một thế giới hiện đại. Vì lần đầu nhìn thấy một nơi như thế này nên cô vô cùng bỡ ngỡ. Trong lúc đang ngạc nhiên vì không thể sử dụng pháp lực thì bỗng dưng có một tên đầu trâu mặt ngựa xuất hiện. Hắn không nói cũng chẳng cần chào hỏi liền ra tay tấn công. Tiểu Thành ngoan cố chống lại vậy nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của tên kia, cho nên chạy chính là cách tốt nhất. Tên đầu trâu kia đuổi theo không bỏ. Trong lúc tẩu thoát vô tình gặp được một người khác. Cô gái này họ Tôn, biệt danh thường gọi là Tôn Tỷ Tỷ. Biết tên đầu trâu kia là kẻ thù, cả hai liền cùng nhau bỏ trốn. Hồi chạy vào trong một tòa nhà, vừa lúc súng của Tôn Tỷ Tỷ hết đạn mà đường lui cũng chẳng còn nữa. Tên kia thấy vậy được đà lấn tới, trên tay lầm lầm cây chùy sắc nhọn và tưởng rằng cả hai sẽ phải về với đất mẹ. Vậy nhưng cuối cùng nhà sản xuất bảo rằng vẫn chưa hết phim nên chưa chết được. Ngay lúc nguy cấp đó, một chiếc xe chẳng biết từ đâu xuất hiện rơi thẳng xuống đầu hắn. Sau đó là một màn anh hùng cứu hai mỹ nhân đúng như sách giáo khoa đã xảy ra. Cả hai đứa giải cứu nhanh chóng lao lên chiếc xe bỏ chạy. Sau khi tới được nơi an toàn, người thanh niên đeo mặt nạ kia không nói một lời nào liền rời đi. Tiểu Thành thắc mắc hỏi Tôn Tỷ Tỷ danh tính của hắn là ai, nhưng nàng ta cũng chẳng biết, chỉ biết rằng người này là một hiệp khách. Thế giới này được gọi là Tu La Thành, là một nơi dựa vào mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, không đủ mạnh thì không có lựa chọn. Tiếp tục đi vào bên trong một căn nhà, Tiểu Thành lại một lần nữa được một phen bất ngờ. Nơi tị nạn này là địa bàn của vua Bạch Tuộc. Bởi vì bên ngoài quá hung hiểm nên sống ở trong này ít nhiều cũng an toàn hơn, vì vậy mà có rất nhiều người trú ngụ. Tất cả mọi người đều tới từ một triều đại khác nhau. Tiểu Thành đến từ thời Đại Tống, vậy nhưng Tô Tỷ Tỷ lại đến từ 1.000 năm sau Đại Tống. Ở đây người và yêu quái cùng sinh sống nhưng không có nghĩa là cùng hòa thuận. Bọn họ liên tục tranh đấu chém giết lẫn nhau vì hàng tiếp tế, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh không thua kém gì ngoài kia. Hai người nhanh chóng vào một căn phòng sập sệ để cũ nát. Tô Tỷ Tỷ tiến hành phổ cập cho nàng ta một số thông tin, đồng thời cũng dạy cô cách bắn súng, lái xe để sinh tồn hay chế tạo vũ khí để chiến đấu. Sau một thời gian, Tiểu Thành cũng đã quen với cuộc sống một mất một còn ở đây. Một ngày nọ, hai người cùng lên sân thượng hóng mát. Tôn Tỷ Tỷ tiếp tục phổ cập thông tin, tòa thành thị này là vật sống, còn có rất nhiều thứ cổ quái chưa biết. Nhưng dù bất kể Tu La Thành này là thứ gì thì cô đều phải thoát khỏi đây, cô còn phải đi cứu Tỷ Tỷ. Đột nhiên từ phía xa xuất hiện một đoàn người, bọn họ chính là đám đầu trâu mặt ngựa. Xem số lượng thì có vẻ như chúng kéo tới cả bàng. Thấy vậy Tôn Tỷ Tỷ lập tức kêu Tiểu Thành chạy trốn. Có vẻ như bọn chúng đang muốn chiếm địa bàn nên sẽ giết toàn bộ người ở đây. Hai người nhanh tay thu xếp hành lý định rời đi, vậy nhưng vẫn chậm một chút. Cả đám người kia cứ như vậy phá cửa xông vào, trên tay lầm lầm vũ khí giết người không chớp mắt. Vua Bạch Tuộc cố gắng ngăn cản, vậy nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng làm thịt. Duy nhất chỉ có Tiểu Thành và Tôn Tỷ Tỷ chạy thoát. Cả hai nhanh trí chạy lên sân thượng ẩn náu. Lúc này kẻ cầm đầu bang đầu trâu mặt ngựa cũng xuất hiện. Tên này có bộ dáng giống hệt Ngưu Mao Vương phiên bản Tây Hành Kỳ. Hắn dẫn theo một nhóm thuộc hạ đến đấu với La Sát Môn. Lý do là vì hai bên đều muốn độc chiếm tòa thành. Một núi không thể có hai hổ, vậy nên bọn chúng quyết định hôm nay chiến tới cùng để có thể giành quyền thống trị. Người cầm đầu La Sát Môn tên là Từ Mã Quan Nhân. Tuy bộ dáng của hắn không có hổ báo như Ngưu Mao Vương, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Hơn nữa nhân thủ cũng không phải yếu, tất cả đều là các loại yêu quái. Tranh thủ lúc hai bên sắp ẩu đả, Tôn Tỷ Tỷ và Tiểu Thành âm thầm hạ gục vài tên cảnh gác rồi lái xe bỏ chạy. Một tên trong số đó may mắn không chết, hắn lập tức lái xe đuổi theo, đồng thời ở phía sau tấn công làm hai người lăn tới ngay trước mặt của hai bang phái. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến hai bên đứng nhìn. Rất nhanh tên kia cũng đuổi tới, hắn xuống xe rồi bước tới lại gần, không chào hỏi một câu nào liền dùng một chùy đập vào người Tôn Tỷ Tỷ. Tiểu Thành lao tới giải cứu nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Tức giận vì người bạn bị giết chết ngay trước mặt, cô lập tức cầm lấy khẩu súng rồi lao lên đập cho hắn không trượt phát nào. Tuy bị ăn đòn liên tục vậy nhưng tên kia vẫn không hề hấn gì. Hắn nắm được tay của Tiểu Thành rồi khống chế cô. Tưởng rằng nữ chính sẽ bị ép thành thịt vụn nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện đó xảy ra. Tiểu Thành nhanh trí chĩa súng lên và bắn một phát khiến hắn chết tươi. Người phe mình bị kẻ khác giết chết, ba tên đầu trâu tức giận lên đòi mạng. Tưởng rằng Tiểu Thành sẽ phải lần thứ ba chịu chết thì Từ Mã Quan Nhân đã nổ súng giải cứu. Hành động này chẳng khác gì là chính thức lật mặt.
Cứ ngỡ sẽ có trận hay để xem, vậy nhưng bầu trời bắt đầu nổi gió bão. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người lập tức tháo chạy, chẳng còn ai quan tâm tới chuyện đánh nhau nữa. Chỉ riêng Tiểu Thanh vì không rõ chuyện gì nên vẫn đứng lại và ngay lập tức bị thổi bay đi. Rất nhanh sau đó liền có một đám quái vật có cánh xuất hiện. Tiểu Thanh may mắn lại được Tư Mã Quan nhân cứu. Theo như lời của mọi người tại Tù La Thành, đám đó chính là U Linh, hình dáng tựa như những con rơi khổng lồ. Chúng xuất hiện để giết chết những người không muốn rời khỏi tòa thành, hay nói chính xác là sống bám víu vào nơi này. Người nào bị cán sẽ hóa thành dạng giống như bọn chúng. Sức mạnh của chúng khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ, mọi nơi chúng đi qua đều bị nhấn chìm. Tiểu Thanh may mắn được Tư Mã Quan nhân đưa về địa bàn của La Sát Môn. Lúc này những người trong La Sát Môn đang rất tức giận. Từ khi họ mới tới, đám U Linh mỗi tháng chỉ hiện thân một lần. Vậy nhưng hiện tại, cách vài ngày lại tới, kiếp nạn tới càng nhanh thì trong thành càng khó sống. Cho nên tất cả phải đồng tâm hiệp lực, chứ không phải là khai mở sân môn, ai thích tới thì tới. Điều này chính xác là đang ám chỉ tới Tiểu Thanh cùng đám người bình thường khác. Tiểu Thanh nghe xong bật cười chế nhạo, một nữ la sát thấy vậy lao tới định dạy dỗ nữ chính một bài học nhưng kết quả lại trái ngược. Một kẻ khác cũng xông lên yểm trợ vậy nhưng lập tức bị Tư Mã ngăn cản. Để được mọi người trong bang thừa nhận, Tiểu Thanh bắt buộc phải lập được cống hiến. Cho nên ngày mai cô sẽ cùng với Tư Mã đi lấy đồ tiếp tế. Đúng như kế hoạch, sáng ngày hôm sau, cả hai cùng nhau lên đường đi tới siêu thị Vạn Nghì. Dọc đường đi bị truy sát gắt gao, hiển nhiên là đám này đang muốn cướp đoạt. Sau một hồi mèo đuổi chuột thì hai người cũng tới được một cây cầu. Cây cầu này chính là địa bàn của siêu thị Vạn Nghì. Các phe phái trong thành giáo ước, siêu thị Vạn Nghì là vùng trung lập không xâm phạm lẫn nhau, cho nên đám yêu quái kia sau khi đuổi tới đây liền quay đầu. Rất nhanh cả hai cũng thông qua cánh cửa bước vào bên trong. Cảnh vật bên trong thực sự đúng nghĩa với hai từ siêu thị. Có thể nói là đầy đủ vật dụng từ thức ăn tới nguyên liệu. Hơn nữa, trao đổi hàng hóa cũng diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Vừa mới đi được vài bước, Tiểu Thanh đã gặp lại người thanh niên đeo mặt nạ kia. Cậu ta đang đuổi theo kẻ trộm. Tuy hoạt động trao đổi diễn ra sôi nổi là vậy, nhưng kẻ gian nào muốn qua mặt thì phải bước qua xác của bà chủ siêu thị. Tiểu Thanh muốn hỏi nàng ta về chuyện của Tu La Thành là như thế nào, tại sao mình lại tới nơi này. Bà chủ nghe vậy cũng không ngần ngại trả lời. Nơi này sinh ra bởi oán giận đó hóa thành chấp niệm khiến họ rơi xuống đây. Chấp niệm đó chính là những ước nguyện cầu không được khiến lòng sinh ra đau khổ. Chấp niệm của mỗi người sẽ hội tụ vào món đồ vật đang giữ trên người. Trong đó tấm vải lụa của Tiểu Bạch chính là chấp niệm của Tiểu Thành. Cô muốn biết được cách thoát khỏi tòa thành này nên nhờ bà chủ giúp đỡ. Bà chủ đưa ba người họ đến một nơi gọi là Hồ Vô Trì. Chỉ cần nhảy vào đó sẽ thoát khỏi nơi này, đổi lại thì bọn họ sẽ quên hết thống khổ, buông bỏ chấp niệm và mất đi ký ức. Xung quanh hồ có người đang do dự không dám đối mặt với quá khứ đau thương của mình, có người đau khổ vì thi trượt, có kẻ đau lòng vì tình cảm. Vậy nhưng vẫn có một cô gái đủ can đảm buông bỏ nên đã nhảy xuống và được giải thoát. Thấy vậy, anh chàng đeo mặt nạ cũng tiến lên. Từ lúc tới nơi này, anh ta đã chẳng còn nhớ gì nữa, cũng chẳng biết chấp niệm của mình là gì, cho nên mặt hồ cũng không thể hiển thị được. Thứ duy nhất anh nhìn thấy đó là vô số cánh hoa bay lượn xung quanh một thân anh mờ mịt. Tiểu Thanh cũng tiến lên nhìn thử, thì hình ảnh của Tiểu Bạch hiện lên. Cô mất hết bình tĩnh khi nhìn thấy tỷ tỷ, nỗi đau khổ cùng oán giận tăng lên nhưng vẫn không muốn nhảy xuống. Cô cần phải giữ lại chấp niệm này để rồi quay về giải cứu tỷ tỷ. Hai người họ ra xe định quay về thì kiếp nạn lại tới. Lần này tới không phải là bão nữa mà là một con chim khổng lồ hệ hỏa. Đi theo đó là đám đàn em U Linh cũng ra kiếm mồi. Chim lửa đi tới đâu, mọi thứ cháy rụi tới đó. Ba người nhanh chóng chạy vào siêu thị trốn được một kiếp. Nhưng còn chưa kịp mừng thì đám U Linh đã tiến vào được bên trong buộc cả đám phải cùng nhau chạy vào Vô Trì và may mắn sống sót. Sống bão đi qua, Tiểu Thanh muốn Tư Mã Quan nhân đường người thiếu niên kia cùng quay về La Sát Môn. Thoạt đầu Tư Mã không đồng ý, vậy nhưng sau một lúc thuyết phục thì hắn cũng chấp nhận. Về tới cổng La Sát Môn, Tư Mã Quan nhân cảm giác có gì đó không đúng nên lập tức dẫn hai người đi theo lối mòn tắt vào bên trong. Qua đúng như dự đoán, bọn đồi trâu mặt ngựa chẳng biết từ lúc nào đã tấn công vào La Sát Môn và bắt đầu bật mốt đổ sát. Lần lượt từng người cứ như vậy bị ngã xuống. Biết mình không thể đánh lại cả bang hội được nên Tư Mã Quan nhân chỉ còn cách lần trốn sống qua kiếp nạn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sau khi giết chết người cuối cùng của La Sát Môn, Ngưu Ma Vương ăn mừng chiến thắng đồng thời phong chức cho hai tên lính của mình. Ba người vừa thoát khỏi bọn La Sát Môn thì ngay lập tức phải đối diện với kiếp nạn khác. Lần này là Thủy Kiếp. Thủy Kiếp đi tới đâu thì mọi vật đều bị cuốn trôi tới đó, mà theo sau vẫn là đàn quái vật U Linh. Tư Mã Quan nhân vội vàng dẫn hai người họ tìm nơi ẩn náu. Cả ba chạy vào một gầm cầu, ở đó có một lối thoát ra ngoài. Trong lúc di chuyển, anh chàng đeo mặt nạ không may bị kẹt lại phía sau. Tình thế nguy cấp, Tiểu Thanh muốn quay lại cứu vậy nhưng Tư Mã Quan nhân lại không quan tâm. Đám U Linh sắp đuổi tới nơi rồi, hiện tại không còn thời gian cho những chuyện như thế này nữa. Tuy nhiên Tiểu Thanh vẫn không nghe lời và thế là cô quyết định quay lại giải cứu.
Không thể thuyết phục, Từ Mã Quan Nhân đành phải quay xe rời đi, đồng thời cũng không quên đóng cửa. Khi Tiểu Thanh quay lại thì cửa đã bị khóa, tới đây thì cô vô cùng tức giận. Cô oán trách mình đã nhìn nhầm người, đàn ông mạnh hay yếu đều giống nhau như đúc. Một khi rơi vào tình huống nguy cấp đều tìm cách bỏ chạy. Tới nước này thì Tiểu Thanh cũng chẳng mang tới sự sống nữa nên quyết định kết liễu đời mình. Nhìn thấy Tiểu Thanh mất bình tĩnh, anh chàng kia liền tháo chiếc mặt nạ xuống. Không nghĩ rằng người thanh niên này lại có khuôn mặt giống với Tiểu Bạch. Nhìn vào gương mặt thân quen đó, Tiểu Thanh liền bừng tỉnh lao tới giải cứu. Sau một hồi co quay thì cả hai cũng thoát chết và chạy được tới một đỉnh núi. Họ có thời gian trò chuyện với nhau. Dù anh đã mất đi ký ức vậy nhưng sau khi gặp được Tiểu Thanh thì anh ta lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, ý chí mách bảo mình phải giúp đỡ. Sau khi kiếp nạn qua đi, hai người quay lại siêu thị hỏi bài chủ cách khác để rời khỏi Tu La Thành. Bài chủ vốn là người buôn bán nên cần phải có đồ vật trao đổi. Bà có một cái xưởng nhỏ, hàng ngày phải đỡ rất nhiều nguyên liệu để sản xuất. Nguyên liệu quan trọng chính là chấp niệm của mọi người. Hai người được đưa tới hồ Vôi Trì, Từ Mã Quan Nhân đã tới trước một bước. Đối mặt với người quen cũ, Tiểu Thanh vẫn tỉnh bờ như người xưng xa lạ. Từ Mã được ra giữa hồ để hút sạch chấp niệm. Bị lấy đi chấp niệm, từ nay về sau sẽ không còn lòng tranh cường háo thắng. Tu La Thành là một cái thành hình rắn, đầu và đuôi gần như nối liền nhau. Chỗ đuôi rắn chính là nơi đám yêu quái u linh trú ngụ. Đuôi rắn này đôi khi sẽ mọc ra một cái cây cầu nối gọi là cầu nếu có thể thông qua cây cầu nhảy vào đầu rắn, như vậy thì có thể rời khỏi Tu La Thành. Nói rồi bài chủ đưa cho cô một chiếc vé. Cùng lúc này đoàn thuyền của Ngưu Đầu Bàng cũng ồ ạt kéo tới, hiển nhiên là bọn chúng muốn săn bằng cái siêu thị này. Không thể để cho đám đầu trâu kia làm bậy bạ được, binh lính trên đảo phản công quyết liệt. Đoàn thuyền của Ngưu Mao Vương vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Do đó bộ bài chủ phải hạ lệnh kéo xích sắt ngăn cản đường vào. Quả nhiên cách này có hữu dụng, thuyền của Ngưu Mao Vương lập tức bị cản lại bên ngoài. Tưởng đầu sẽ ngăn cản được bọn chúng nhưng có lẽ trận này Ngưu Đầu Bàng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Hắn ta phái người mang ra chiếc kéo khổng lồ nhằm cắt đứt dây xích. Dây xích bị đứt, bọn chúng được đà tiến lên. Với thế không thể cản, mọi người buộc phải chạy vào bên trong lôi trì ẩn náu. Rất nhanh siêu thị Vạn Nghi cũng thất thủ, đám thuộc hạ bên ngoài đều bị giết sạch không còn một mống. Lúc này mọi người đã hết đường lui rồi. Từ Mã Quan Nhân có lẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng và hắn cũng biết được điều này nên phải đứng xa. Trước khi giao thủ hắn cũng không quên xin lỗi và từ biệt Tiểu Thành. Nói rồi Từ Mã Quan Nhân cầm kiếm lao lên, nhưng chỉ sau vài chiêu giao thủ liền rơi vào thế yếu, buộc phải trọi bài liều mình. Kết quả là thành công đâm một nhát chí mạng vào cổ Ngưu Mao Vương. Tưởng rằng nhân vật phản diện tới đây là chết, nhưng đột nhiên trên người Ngưu Mao Vương phát sáng, dường như hắn đang được bảo hộ không thể bị tổn thương. Hắn cười lớn, cánh tay túm lấy đầu và tiễn Từ Mã Quan Nhân về với đất mẹ. Chứng kiến Từ Mã chết, Tiểu Thanh tấn công trả thù và lập tức rơi vào nguy hiểm. May mắn Tiểu Bạch kịp thời chạy lên gạt Tiểu Thanh qua một bên. Đổi lại thì chiếc mặt nạ cũng bị tháo xuống. Anh ta sợ hãi lấy tay che mặt lại. Tiểu Thanh thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Hóa ra hắn không phải là Tiểu Bạch mà chính là gián điệp cùng Ngưu Đầu Bàng. Chỉ cần đeo lên chiếc mặt nạ của Ngưu Mao Vương thì hắn có thể biến thành diện mạo mà mình mong muốn. Nhiệm vụ của hắn đã thành công và được phong chức, đồng thời được tùy cho một diện mạo mới. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định giữ nguyên trạng thái cũ là gương mặt của Tiểu Bạch. Chứng kiến từ nãy tới giờ, bà chủ siêu thị vẫn rất thản nhiên. Bà tặng cho Tiểu Bạch một câu: thời khắc kiếp khởi, thời điểm dấn thân. Nói rồi liền nhảy xuống hồ và hiện nguyên hình là một con hồ ly. Mặt hồ bắt đầu rung chuyển, dòng nước tạo thành cơn lốc xoáy. Nước ở đây có khả năng lấp đi chấp niệm nên bất cứ ai chạm vào đều không thể thoát ra được. Càng lúc nước càng dâng lên cao cuốn trôi hết đám người đầu trâu mặt ngựa. Anh thanh niên may mắn nhảy lên được một chiếc thuyền lá rồi kêu gọi Tiểu Thanh lên thuyền. Về phần Tiểu Thanh, dù biết tên kia là giả dối vậy nhưng tới đường cùng buộc phải nhảy lên. Đối diện nhau, Tiểu Thanh tức giận liên tục tát vào mặt hắn ta. Cô thật sự sốc khi biết mình bị lừa dối, thậm chí muốn giết chết tên này nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Sóng nước càng lúc càng mạnh hơn, từng lớp cuồn cuộn xếp chồng lên nhau. Hồ ly chín đuôi xuất hiện trước mặt họ rồi bơi vòng tròn tạo ra một hố sâu. Sau đó quẫy đuôi để hai người bay ra khỏi Vôi Trì. Hai người họ trôi dạt vào bờ biển, lúc này hắn mới thú nhận với Tiểu Thanh rằng từ ngày đầu tới đây, chính Ngưu Đầu Bàng đã cho mình mạng sống, nên hắn buộc phải làm việc cho Ngưu Mao Vương. Vài lần ở hồ Vôi Trì, hắn nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện trong chấp niệm của Tiểu Thành nên đã lấy khuôn mặt của nàng ấy nhằm khuyên nhủ cô. Sau một trận sóng thần kinh hoàng tại hồ Vôi Trì, Ngưu Mao Vương mặc dù bị cuốn đi nhưng vẫn có thể sống sót. Toàn thân hắn được bảo vệ bởi một lớp kim quang. Nhìn thấy cảnh thuộc hạ của mình bị giết chết nằm lăn lóc, hắn vô cùng tức giận. Theo lời hướng dẫn của bà chủ siêu thị, hai người tìm đường tới Hắc Phong Động. Sau một hồi di chuyển thì cũng đến được trước mặt một cây phong to. Đột nhiên một chiếc xe quái dị xuất hiện chờ bọn họ đi. Tiểu Thanh đưa chiếc thẻ mà bà chủ đã đưa cho trước đó cho tài xế xinh đẹp. Cô ta khuyên Tiểu Thanh không nên xông vào Hắc Phong Động, nơi đó tàn khốc và nguy hiểm, nhưng ánh mắt cô nàng vẫn kiên định. Thấy vậy, cô tài xế đành phải mở cầu thang cho họ di chuyển lên tầng trên.
Hai người vừa bước lên tầng thì cánh cửa đã đóng lại, trước mắt đột nhiên mở ra một con đường. Tiểu Thanh lấy hết can đảm đi vào nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị bay ra ngoài. Lý do bị đánh ra là bởi vì người bên trong lại chính là Pháp Hải, hơn nữa thời gian cũng khác vô cùng. Ở bên trong đã trải qua một tiếng thời gian, vậy nhưng bên ngoài lại chỉ là một nháy mắt. Tiểu Thanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi quyết định tiến vào lần nữa. Oan gia lại gặp nhau, Pháp Hải vẫn thản nhiên như ngày nào, hắn khuyên cô nàng nên buông bỏ chấp niệm. Đáp lại thì cô nàng vẫn cứng đầu nói không, tới đây thì hắn cũng bất đắc dĩ nói ra sự thật. Hóa ra chuyện của Ngưu Mao Vương đều có quan hệ với Pháp Hải, hắn không muốn mọi người mắc kẹt trong Tu La Thành, tòa thành này không nên tồn tại. Cho nên hắn đã sai Ngưu Mao Vương giết chết tất cả mọi người. Tu La Thành xuất hiện là vì chấp niệm trong lòng mọi người, nếu không còn ai trong thành nữa, tòa thành sẽ trở nên trống rỗng và nó sẽ tự sụp đổ. Đổi lại thì Pháp Hải sẽ giúp cho Ngưu Mao Vương quay trở về thế giới của mình, đồng thời cũng cho hắn một cái thân thể bất tử và đó chính là lý do tại sao tên kia từ đầu tới cuối vẫn có thể sống sót. Nói chuyện phiếm xong, Tiểu Thanh tiếp tục động thủ, nhưng đối mặt với một Pháp Hải quá mạnh, hết lần này tới lần khác cô đều bị đánh bại. Tuy nhiên ý chí của cô vẫn kiên cường không chịu bỏ cuộc. Trận chiến không có hồi kết, cả hai đánh nhau liên tục 4 mùa không ngừng nghỉ, trải qua biết bao nhiêu năm vẫn không thôi đánh. Bên trong chiến đấu với Pháp Hải, bên ngoài cũng bị đám U Linh tấn công, đồng thời cũng bị Ngưu Mao Vương truy đuổi. Chiếc xe bị tấn công dữ dội, anh chàng thanh niên chỉ còn cách cố gắng duy trì không cho bọn chúng ảnh hưởng tới Tiểu Thanh. Trong lần bảo vệ cô, chiếc sáo của anh ta đã bị đứt dây, vậy nên nữ chính đã dùng mảnh vải xanh của mình cột nó lại vào tay anh. Sau đó cô lần nữa tiến vào Hắc Phong Động, một ngày bên ngoài bằng 20 năm bên trong. Sau 20 năm bị quấy rầy không ngừng nghỉ, Pháp Hải đã già nua, sức lực cũng suy yếu và đúng lần định mệnh này, mọi công sức mà Tiểu Thanh bỏ ra đã được đền đáp. Hắn cuối cùng cũng bị đánh bại, Lôi Phong Tháp bị quật ngã. Sau khi Lôi Phong Tháp đổ xuống, Pháp Hải cũng tới lúc tận cùng phải rời khỏi thế gian, thân thể tan biến vào hư vô. Xong chuyện, Tiểu Thanh liền đi ra bên ngoài, hiện tại bọn họ có thể rời khỏi Tu La Thành rồi. Rất nhanh cầu nếu như cũng xuất hiện, chỉ cần bước qua nó liền có thể rời khỏi nơi này. Sau khi Pháp Hải chết, kim quang trên người Ngưu Mao Vương cũng mất tác dụng. Trong lúc đang tức giận vì cho rằng Pháp Hải lừa mình thì hắn lại nhìn thấy cầu nếu như. Nhớ tới lời của bà chủ Hồ Ly, hắn cũng hiểu ý nên lập tức chạy tới đó. Về phần Tiểu Thanh, sau một hồi leo trèo thì họ cũng vượt qua đám U Linh. Nhìn thấy Ngưu Mao Vương cũng bám đuôi phía sau nên cả hai phải tăng tốc nhanh hơn nữa. Tuy nhiên người tính lại không bằng trời tính. Đúng lúc nhạy cảm này thì kiếp nạn lần nữa xảy ra khiến U Linh thức tỉnh. Cây cầu bị chấn động tách ra, ba người vừa phải né tránh vừa phải chiến đấu bảo vệ mạng sống. Ngưu Mao Vương trong lúc giao thủ không may bị cắn một nhát vào tay. Hắn tức giận vì ban nãy cầu cứu không ai nghe nên quyết định chơi bẩn chặn đường đi khiến anh thanh niên bị tụt lại. Tiểu Thanh thấy vậy đành phải chạy tới giúp đỡ. Thời gian dần trôi qua, thân thể của Ngưu Mao Vương cũng từ từ biến đổi. Hắn cố gắng tiến về phía trước nhưng vẫn không thể nào qua khỏi. Hai người Tiểu Thanh sau bao nhiêu cố gắng cũng đến được lối xa, chỉ còn một chút nữa là mọi thứ hoàn thành mỹ mãn. Vậy nhưng đáng tiếc, vào giây phút cuối cùng đó, Ngưu Mao Vương phiên bản U Linh đã nắm được chân của anh thanh niên và kéo cả hai người rơi xuống. Lúc này rơi xuống liền coi như là hết đường quay lại, không còn cách nào khác, anh đành phải để cho Ngưu Mao Vương cắn vào người. Bất cứ ai sau khi biến đổi thành U Linh cũng đều hóa ra một đôi cánh, và hóa ra anh đang muốn lợi dụng khoảnh khắc biến đổi này để đưa Tiểu Thanh lên trên. Vào được bên trong, Tiểu Thanh cố gắng giữ tay anh lại, vậy nhưng đối phương lại một mực đẩy cô nàng vào bên trong. Anh ta xin lỗi vì không thể cùng cô rời khỏi nơi này được. Hiện tại anh đã nhớ lại trách nhiệm của mình, biết mình là ai và càng quan trọng hơn là cứu được Tiểu Thanh. Điều này khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Nhìn thân thể người thanh niên trước mặt từ từ tan biến, Tiểu Thanh vô cùng đau đớn. Thứ duy nhất cô níu giữ lại được đó chính là cây sáo của anh ta cùng mảnh vải của mình. Cuối cùng Tiểu Thanh cũng trở lại thế giới hồng trần. Vì thời gian của Tu La Thành chênh lệch quá nhiều so với thế giới bên ngoài, nên lúc này đã là thời hiện đại. Kể từ ngày thoát ra vẫn luôn luôn đi tìm Tỷ Tỷ vậy nhưng không hề có tin tức. Ngày hôm đó trên đường đi, Tiểu Thanh lần nữa nhìn thấy Lôi Phong Tháp, cô vô cùng ngạc nhiên nên tiến lại hỏi thăm. Tòa tháp trước mặt này thực sự là Lôi Phong Tháp? Chỉ là tòa tháp thực sự đã bị sụp đổ, còn tòa này là được xây lại từ vài năm trước. Tương truyền rằng dưới tháp trấn áp nàng Tiểu Bạch, nhưng giờ đã được tự do, không chừng đã đầu thai mấy kiếp rồi. Vào bên trong, Tiểu Thanh lại càng bất ngờ khi nghe nói về đoạn cốt trầm, tháp bao của Tiểu Bạch. Không chờ đợi thêm, cô liền trở lại quan sát. Đây quả đúng là cây trầm của Tỷ Tỷ mình. Nhưng điều kỳ lạ là nó đã mất đi một mảnh. Tiểu Thanh đứng đó nhìn một hồi lâu, tâm trạng xúc động, cô quyết định trộm lấy nó. Từ từ mở cây sáo của người thanh niên kia lấy ra một mảnh cốt rồi ghép lại đoạn cây châm của Tiểu Bạch. Quả nhiên mảnh cốt vỡ này chính là cùng một khối với cốt châm ngọc. Điều này cũng có nghĩa rằng người trong Tu La Thành đó cũng chính là Tỷ Tỷ Tiểu Bạch. Lúc này mọi thứ cũng đã sáng tỏ, Tiểu Thanh cầm cây châm trên tay mà khóc nức nở.
Mọi thứ diễn ra khiến cô không hề nghĩ tới. Đột nhiên luồng ánh sáng từ cốt châm bay ra phản chiếu hình ảnh. Tiểu Bạch sau khi thoát ra khỏi Lôi Phong Tháp đã đầu thai thành người từ đời này sang đời khác. Mỗi một người sau khi đầu thai đều mang theo kỷ vật mà họ vẫn luôn luôn đi tìm kiếm. Đến lượt chàng trai trẻ thì chấp niệm đó đã mang anh vào bên trong Tu La Thành. Tiểu Thanh lặng nhìn luồng ánh sáng bay xa dần. Bỗng dưng từ phía sau có một giọng nói cất lên và gọi cô. Tuy không rõ mặt mũi, vậy nhưng cái giọng nói đó cùng với nét mặt vui mừng của Tiểu Thành sau khi nhìn thấy người này thì chắc chắn đó là Tiểu Bạch rồi. Và phim khép lại với một cái kết mở. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào lần tới.